Chào các bạn khán giả của Xin Chào Búp Chì, các bạn đã ngồi trước màn hình TV sẵn sàng xem Xin Chào Búp Chì chưa nào? Hôm nay không biết nhà Búp sẽ làm gì nhỉ? Em Vàng sẽ nấu món gì cho các anh đây? Mà ta thấy các anh toàn nghịch phá thôi, không có ai phụ giúp em Vàng cả. Em Vàng thật hiền lành, không bao giờ than thở. Nếu mà không có em Vàng thì không biết các anh sẽ xoay sở ra sao? Chúng ta cùng xem phim ngay đi, để xem em Vàng vắng nhà thì sẽ như thế nào. Tập phim Em Vàng của chúng ta. À! Em trúng thưởng cuộc thi vào bếp cùng bên Ken Cook và được mời trình diễn nấu ăn trong chương trình của bác ấy trên TV đó. Wow! Em Vàng sướng nha. Vậy là em Vàng sắp nổi tiếng rồi còn gì. Ba, hai, một, bắt đầu. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Vào Bếp cùng Pan Can Cool. Hôm nay, chương trình của chúng ta sẽ chào đón một khách mời đặc biệt, đó là Búp Vàng. Nào, chúng ta cùng nấu ăn nha. Vàng ơi, Vàng. Em Vàng. Alo, có phải chương trình Vào Bếp cùng Ben Ken Cook không ạ? Cho em hỏi em Vàng. Alo. Em Vàng đi cả tuần rồi mà không thấy về. Chẳng có ai nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cả. Chanh nói quá à. Phải làm sao đây? Hay là mình tuyển một cô em gái mới đi. Ý hay đó. Bác Ben Ken Cook ơi, con đã không về nhà cả tuần nay rồi. Chắc các anh đang nhớ con lắm. Bác cho con về nhà với các anh nha. Ơ kìa, bây giờ con đã là ngôi sao rồi, Vàng phải ở lại đây chứ. Từ giờ trở đi, trường quay sẽ là ngôi nhà mới của con. Quá gầy. Quá mập. Có thấy con cún nhà tôi đi lạc sang đây không? Xin giới thiệu với Búp Chì, em gái mới của chúng ta. Ngon lắm. Ngon đấy, nhưng không ngon mà em Vàng nấu. Cái gì? Ngon, ngon lắm. Tuyệt vời, chưa có thấy gì ngon như vậy hết á. Ngon trên cả tuyệt vời. Em gái mới, sao em lau xà bông đầy nhà làm sen tế và bắt Phải tưới nước, phải bón phân đầy đủ, tỉa lá gọn gàng cho toàn bộ cây trong vườn và dọn sạch sẽ khu vườn, nghe rõ chưa? Dạ rõ, thưa em gái mới. Tôi thế này chắc chết quá. Sao nhớ em Vàng quá à. Mình phải đi tìm em Vàng về thôi. À, Vàng bỏ trốn rồi sao? Mau đi tìm ngay. Đi đâu hết rồi? Các anh. Ha ha.
vàng ơi. Mọi người, tụi anh nhớ vàng quá. Sao em đi luôn mà không chịu về nhà vậy? Hay tại bây giờ em là ngôi sao rồi? Không, em chẳng muốn làm ngôi sao tí nào đâu. Em chỉ muốn làm em của các anh thôi. Em chỉ muốn về nhà mà nấu cơm cho các anh ăn thôi. Yeah, ăn cơm vàng nấu. Ăn cơm vàng nấu. Ăn cơm vàng nấu. Mình sẽ mãi ở bên nhau nhé. Không bao giờ cách xa. Đúng vậy. Không biết chạy đi đâu mất rồi. Ăn cơm vàng nấu. Ăn cơm vàng nấu. Ha, em gái mới của các anh thật dữ. Phải như vậy mới chị được các anh. Ta nghĩ là khi vàng vắng nhà, các anh cũng nên biết tự lo liệu cho mình, chứ không cần tiện em gái mới đâu. Chúng ta hãy nhớ trang bị những kỹ năng cho bản thân khi bố mẹ vắng nhà. Chúng ta hãy học nấu những món ăn đơn giản để khi mẹ vắng nhà, chúng ta vẫn có thể tự chuẩn bị bữa ăn cho mình và có thể là chuẩn bị cho cả bố nữa. Học cách dọn dẹp phòng ốc, quét nhà và sắp xếp đồ đạc để có thể tự làm ngôi nhà luôn sạch sẽ khi ba mẹ vắng nhà. Hãy nhớ quan sát xem đồ đạc cần thiết thường ngày mẹ để ở đâu và các máy móc trong nhà vận hành như thế nào để khi chỉ có một mình chúng ta không bị lúng túng nha. Nhớ ghi lại hoặc học thuộc số điện thoại của ba mẹ để có thể gọi cho ba mẹ khi cần thiết. Hi, ta nghĩ là không chỉ các anh nhà Búp mà cả chúng ta cũng cần phải nhớ những điều này để không bị bỡ ngỡ khi bố mẹ vắng nhà. Các bạn nhớ đón xem Xin Chào Búp Gì phát sóng lúc 17:20 thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Mã chi tiết vui lòng truy cập vào website www.xinchaobupgi.com. Còn bây giờ Pin, Papa, xin chào và hẹn gặp.